đầu video vlog của mình là Tun Vlog, và hôm nay mình chơi lại với Sherry làm vlog quay quanh xung quanh nhà của mình đó nha. Hiện tại thì mình đang ở nhà mình và đang bận rửa cái thằng ông nhỏi này đó, đang bận rửa ông nhỏi này đó, nhoi 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 cả ngày đó con. Nhím xin chào nào, hello mọi người con. Hello, ông đang bận nghịch ô tô có không ạ? Để tao quay, tao review quanh nhà thôi. Bắt đầu tao quay xung quanh cho các ông xem nhá. Cái thứ mà tôi hao tiền nhiều nhất này, uầy, các ông biết gì không? Gà đấy các ông ạ. Đây là cái chuồng gà của tôi. Nhiều gà thực sự. Gà đấy tôi mới nuôi được gần 2 tháng trời đấy, 40 mấy ngày ấy. Gần 1000 con các con. Cũng ở nhà cũng há mố học hành chăn nuôi, kéo trông con chăn nuôi. À đây đây đây, vườn rau, giới thiệu các ông vườn rau. Ôi nhìn cái vườn rau nó được thực sự các ông ạ. Vườn rau này hôm qua tôi vừa mới trồng xong đấy. Chính tay tôi trồng nhá. Đây giải ích phần gà xuống dưới đây cho rau nó tốt sữa xanh. Hôm qua nó mới trồng nó héo lắm. Đây là hôm qua mới trồng nó đổ ngã nó cây như thế này này, hôm nay vài cây nó đứng rồi này. Đẹp này. Đó, hôm qua mới trồng nó đổ hết lắm. Hôm nay nó đứng lên rau tốt này, đây có mấy cây ngải kiếu này. Có mấy cây ngải kiếu. Mấy con gà này nhìn gì vậy? Nhìn gì gà? Rau này đẹp nhỉ. Chỗ này rau tầm tơi có không này? Rau tầm tơi này. Cái này như tôi nhớ cũng nhầm là cái rau dền này, rau dền đỏ đúng không? Cái này rau dền này cũng là rau dền này, nhưng mà nó thuộc có loại rau dền khác, cái rau dền gì tôi không biết này. À, con gà nào kêu vậy? Có mấy cái con tí tí này thì không biết nha. Cái này thì chắc chắn là ông nào ở quê biết rồi. Đố con không biết cái gì ấy. Đây này, to hơn cho các ông xem này. Cái này ta gọi là cây lá khoai đấy. Nhiều chỗ cho tôi gọi là cây dập mồng đấy. Chỗ khác gọi là cây lá khoai. À đây chỗ có ích, cái đoạn đây có ích cái rau cây rau mùi. Cái mùi gai, ngò gai. Chỗ tôi gọi là rau mùi đấy. Nhiều ông chỗ ông nhắc gọi là ngò gai. Đó, tầm tơi tầm tiết các kiểu đấy. À đây đây đây, à đây 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 đây. Mấy cái cây này là mấy cái cây cái mai này. Cái mai cái hôm đợt Tết tôi về quê ngoại thôi á. Cái con gà này làm sao vậy? Vanh dữ mày. Vanh nhở. Ơ trời, nó ghẹ tôi kìa. À cha, cái con này được dữ ta. Đây nó lại cây mai này. Bốn cây mai, bốn cái gốc mai tôi lấy về từ đợt Tết đến giờ. Ô trời, tưởng nó chết đấy chứ ai ngờ hôm nay đây nó mọc mầm rồi đây nè. Từ đợt Tết đến giờ bây giờ nó mới mọc mầm. Ủa tôi không thấy mầm không nhỉ? Đó đó đó, các ông thấy cái mầm tôi trời tí tí không? Đó. Tận mấy tháng trời bây giờ nó mới nổi được cái mầm tí tẹo 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 đó. Còn đâu mà nhìn nè, mới không nhìn cái tướng nó chết tôi đến nơi đấy chứ. Ô trời ơi, con ơi, con ơi. Ô con ơi, con ơi, con ơi, con ơi. Con ơi, đứng lên. Đứng lên mới quay nào. Trời ơi, mới quay nào. Tay bẩn nè. Ông xuống ông quạt đất, ông bốc đất, trời ơi. Ô tô, cầm ô tô. Dọc ô tô luôn. Cầm ô tô nào. Đang ảnh dục xuống đây làm chi. Cầm ô tô. Cầm ô tô cho bố. Đi vô nhà chơi. Lại vứt à. Cầm ô tô. Lại vứt à. Cầm ô tô. Đi vô nhà. Không chơi khỏi đó nữa. Ô trời ơi, đi ra quay vlog có xíu rồi mà anh chạy ra gì. Đi vô nhà. Đi ngồi làm đây bố con nào. Chào cô chú này. Ủa
chảo. Đây tôi quay đằng trước nhà thấy không, xem đằng trước nhà của tôi là trường trường tiểu học với trường cấp 2. Học sinh giờ đang ra chơi á. Vậy đẹp thực sự. Đây bên lối đây là trường cấp 2 này. Đó. Nhưng mà cái trường cấp 2 có vẻ vắng vẻ lắm nhỉ. Ít cây cối anh, trường cấp 1 nhiều cây lắm. Cái cây bàng à, có anh cái cây này này. Cây này nè. Nó phải vài chục năm tuổi rồi các ông ạ. À. Nhớ không nhầm cái đợt tôi nhỏ ấy là nó đã to như này rồi. À bây giờ tôi đã 27 năm cuộc đời rồi. Lấy gì ạ? À? Xúc xích 2000. Một cái à? Không. Lấy cái gì này? Để em hỏi bác nhé. Ờ, để hỏi à? Chạy vô nó mua xong bắt đầu nó chạy ra nó hỏi, nó ra nó hỏi bạn coi nữa, nó có lấy không nữa trời ạ. Anh vẫn đứng đây mà chờ em vào mua xúc xích. Lấy gì em? Khu này là khu bên hông nhà tôi các ông ơi. Cái bơ này, cái bơ nhà hàng xóm này. Ôi, mùa hè năm nay lại không có bơ ăn rồi ơi. Bơ năm nay không ra hoa, không có bơ ăn rồi ơi. Không biết cái này gì không, cái lan ấy. Nhưng mà nó tàn hoa mất rồi. Cái này cho bố tôi có trồng mấy cái lan đó là xinh ấy. Nhưng mà nó chưa có bông. Từ bữa nó ra bông đẹp lắm. Bông vàng, bông xanh, bông trắng các kiểu ấy. Xinh cực. Đây là cái lan đấy này. Nhưng mà lan này nó bị làm sao ấy nhỉ. Uầy, nhịp xinh nhỉ. Đó. Cái này bông 10 giờ nè. Quê yên bình quá. Làng quê yên bình. À đây. Cái lá lốt. Đây cái me đất này, cái me đất đâu ta? Hôm bữa tôi hái sang đây tôi hái me đất về tôi nấu canh tôi ăn đấy. Đây là mấy cái me đất này. Đó, mấy cái me đất đó. Hái xong tôi hái về tôi ăn đấy. Rau nước này, bên vườn này nhiều rau lắm. Bên cái vườn bên đây là đình nhiều rau lắm các ông ạ. Đầy rau luôn, ăn rau gì cũng có. Sang nhắc sang 2-3 phút cái là có đủ một đồi rau nấu canh rồi. Đấy, đây là nhà tôi đấy, ngoài bên trong nhà này đây. Ủa thì thằng con tôi, kiếm chạy đi mơ đấy. Nè à, kiếm chạy đi mơ đấy. Ôi trời, cái đôi dép cũng đi kìa. Trời ơi, cái đôi dép dưới mà vẫn đi được. Thế mà con vẫn đi được à? Trượt xuống. Trời ơi. Giờ bố đi lại dép rồi nha. Giờ bố đi lại dép kìa. Dép đâu rồi, chân nào? Chân đi đúng không? Con Thanh đi lại dép rồi nha. Con đi dép thế nào rồi con đi được hả? Không đau chân à? À có đau chân nhím không? Chạy nhoi 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 vậy. Bố thơm nhé. Thơm bố Thanh nhé. Chạy đi mô đấy. Chạy đi mơ rồi, đi dép xong chạy đi mơ rồi. Ô trời, nó tóc áo luôn. Đi mơ đây. Nhây. Đi mơ đâu con. Chạy đây làm chi. Ống nước à. Trời. Cu của tôi mới 14 tháng rưỡi rồi các ông. Cưng đang yêu hả? Đẹp trai thực sự. Đấy, cầm chổi quét nhà này. Quét nhà đi, đốt, đúng rồi. Đúng rồi, quét nhà đi con. Đánh đi. Giỏi. Quét nhà đi con. Thôi video mình xin được phép tạm dừng kết thúc tại đây nhá. Hiện tại thì bye bye mọi người. Mọi người nhớ subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhá. Giờ mình phải đi canh cái thằng nhỏ này quét nhà. Cái nó quét không sạch, về tối nay nó còn gắn cơm đâu.